Di sản nghệ thuật xòe thái của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một trong 48 hồ sơ được xem xét trong phiên họp lần này của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO diễn ra tại Paris, thủ đô nước Cộng hòa Pháp. Hồ sơ nghệ thuật xòe thái của Việt Nam đáp ứng đầy đủ cả 5 tiêu chí do UNESCO đưa ra nên đã nhanh chóng được chấp thuận trong phiên họp việc unesco ghi danh nghệ thuật xòe thái của việt nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc việt nam sự gắn kết cộng đồng đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa theo mục tiêu của unesco